Ở dạo đây rồi là di chuyển ra buộc cũng là cả vấn đề đó. Đó, bây giờ cái lái đã, cái mũi đã buộc xong, bây giờ cái lái nó đã bơi qua đây rồi. Thầy cha bơi tấp luôn rồi. Bây giờ thì buộc phải đạp để lấy lái qua đây. Rồi phải chịu lại. Rồi đạp lái qua đây. Ồ, vậy là cống mở luôn rồi. Rồi vậy là mở cho đi luôn rồi các bạn. Không đóng mà mở luôn rồi. Rồi vậy là mở luôn rồi. Vậy là không đóng rồi. Rồi tiếp tục đi rồi các bạn. Quá im rồi. Khỏe bà con rồi. Mở luôn ha, mở luôn ha. Mở cống luôn rồi. Mở cống luôn. Hả? Mở luôn rồi, đi luôn rồi, im rồi. Rồi vậy là mở luôn rồi, không đóng rồi các bạn, tại nước rồng rồi. Ở chợ mở thông cái rồi ra luôn. Tại nước rồng rồi các bạn. Đóng tôi vậy, chạy qua sao chạy. Rồi. Rồi giờ xuất phát các bạn. Tiếp tục đi. Xong rồi đó. Giờ cống rộng luôn rồi.
càng lớn ghê, càng ngày càng xe hơi á, càng hơi mà càng bấm. Đó, thầu cái hơi các bạn. Hải hồn quá. Cà Mau. Cạn, nước cạn rồi. Tại nước đang rồng rồi các bạn. Bây giờ nước cạn rồi. Lên xịt cho luôn. Tính lại trong Âu mà còn muốn cạn luôn nha các bạn. Thông suốt rồi. Cái trong Âu hiện tại bây giờ là muốn cạn luôn nha các bạn. Tại nước nó gầm quá gầm đó. Bây giờ các bạn coi cái Âu là lên trình hết trơn luôn à. Quá nước đang thu luôn rồi. Bây giờ xà lan nó đang cũng tranh thủ đạp viết qua nữa. Nước ở đây giờ nó muốn cạn rồi. Hiện tại giờ này là nước gầm rồi. Này các bạn coi cái nước bây giờ nó đen hết trơn luôn. Quá trời luôn ha. Nó cạn ra tới ngoài luôn. Này là nó mới là một tiếng hai tiếng nữa là cạn thiệt luôn nha các bạn. Đó bây giờ là nước gồng à, nước nó giật xuống cỡ mí này rồi nè. Mấy cái xà lan cẩm là hơi đuối á. Rồi tiếp tục ra bầu. Siêu to nắng rồi. Rồi tiếp tục nha các bạn. Rồi bây giờ thì đang qua cống, mà cống bây giờ thì cũng đã mở luôn rồi, nhưng mà hiện tại nước nó gồng bây giờ là đang sắp sửa đang cạn luôn. Giờ chạy ngang đây một cái là các bạn thấy là sình lên hết trơn luôn. Quá trời chiếc xà lan cát này, cõi cao nè, to nè, hết thầu luôn chưa. Hải hợp ha. Đó giờ là phải tăng tốc mới kịp, chứ không tăng tốc là cạn luôn á. Siêu to luôn xà lan. Rồi còn đây chiếc ở đây cũng đang vô. Cống bây giờ là mở thẳng luôn rồi nha các bạn, không có còn đóng nữa. Chiếc rồng rồi. Mở thầu với trà lan luôn giờ. Phan Quốc Hải. Hết hộp chiếc xà lan luôn, siêu to.
ở cát hải hồ. Để một cái các bạn coi xịn nó lên nè, đang thu cái chân luôn nha. Rồi tiếp tục thì xà lan nổi. Quá nhìn xà lan quá đẹp rồi. Rửa xà lan luôn. Chạy thoải mái luôn. Chiếc xà lan kia thì ra gần tới luôn. Cỡ đó đó các bạn. Anh em ra bầu đứng hình với nó. Chạy khiếp thiệt. Thái hồn nha các bạn. Xà lan vừa cống đó, bây giờ cống đã mở rồi. Thì bây giờ anh em ở bên đây tiếp tục chạy qua chừng nào hết thôi nha. Rồi bên kia mới chạy trở lại các bạn. Hiện tại thì cống cũng đang còn khá đông. Ở giờ cống thì đã mở nước ngầm đó các bạn. Bây giờ đang mở mà cống này làm gì nó cũng muốn cạn luôn. Thì chạy nãy giờ mà nước là các bạn thấy lã đen thui chân luôn nè. Đó lên đen thui chân nè. Trình đó. Đó bây giờ thì tiếp tục ở bên đây đang ra nhiều lắm luôn nha. Còn dọc dọc luôn nè. Ở chờ bên đây ra hết rồi bên kia bắt đầu mới được ra nha các bạn. Xà lan cối cối không? Xà lan chở cát. Ra đó là bắt đầu là bơm tăng tốc độ hết hồ cát luôn các bạn. Dòm đi chứ. Em bé dòm đi kìa. Dòm luôn á. Còn quá nhiều luôn.
bên đây thì cũng đang qua này. Còn một dọc dọc nữa làm sao nữa. Quá ở đâu mà tự nhiên giờ này khối nó tràn xuống quá trời luôn các bạn. Cái okay, quay ngoài vậy. Kệ muốn cài ca cho lên luôn. Cho lên luôn ha. Ừ. Số đó là số mấy vậy? À, 034 034 887 2826 2 8.